Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với Rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Rikaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Rikaki Gaming. Và thêm một lần nữa thì server Việt Nam của chúng ta lại có một cái điều rất là tình cờ, bất ngờ đấy. Đấy, ngỡ ngàng, gọi là bật ngửa luôn. Khi mà chúng ta sẽ có đó là bộ anh hùng bàn phím, nhưng nó sẽ nằm trong vòng quay bay màu anh em nhá. Đấy, 100% nhận được băng quyền và anh hùng bàn phím đấy. Cay không, cay không, cay thật sự luôn. Ok, thì đây là vòng quay anh hùng và cái bộ anh hùng bàn phím ấy. Thì thay vì trái với những dự đoán cũng như là không giống như các server khác, thì cái bộ anh hùng bàn phím này sẽ nằm ở trong một vòng quay mà chúng ta cần phải có kim cương để có thể nhận được. Và vòng quay anh hùng bàn phím này nó sẽ đi kèm với cái băng quyền. Những cái băng quyền thì tôi nghĩ là không biết là anh em có thấy cái băng quyền hot không, nhưng bởi vì cái băng quyền thì tôi thấy nó ra trong một số sự kiện rồi, thế nên là cá nhân tôi không thấy cái băng quyền hot lắm. Và đây là một cái vòng quay mà có lẽ là anh em sẽ nổi cáo khi mà cái bộ yêu tinh xanh nó sẽ rơi vào trong đó là vòng quay vàng đấy, vòng quay vàng ở Việt Nam. Đấy, tất cả server khác thì họ đều là vòng quay đó là vòng quay vàng, là cái bộ anh hùng bàn phím hoặc là cái bộ đồ cô gái nhà bên. Nó là một bộ đồ mới, riêng Việt Nam thì cái vòng quay vàng của chúng ta sẽ là một bộ đồ cũ. Bộ đồ yêu tinh xanh này thực tế nó cũng đã từng ra mắt ở trong Ghana Free Fire rồi. Đấy, cay không anh em, quá cay, đồ bán thịt say luôn, quá cay. Nhưng biết làm sao được, biết sao bây giờ. Đấy, tí nữa tôi cũng sẽ test cái bộ yêu tinh xanh, nhưng bộ này tôi đã có trong tài khoản chính rồi, nên là tôi sẽ test cái bộ này trong vòng quay vàng ở tài khoản phụ trong một lát nữa nha anh em. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cần quay đến cái vòng quay anh hùng này. Quả vòng quay anh hùng này cảm thấy nó rất là buồn luôn. Đấy, nó gọi là thực sự là từ hôm qua giờ thì từ đêm qua giờ thì nhiều anh em đã hóng đêm để quay vòng quay vàng, nhưng mà thực tế nó sẽ không nằm trong vòng quay vàng mà nó sẽ nằm trong vòng quay anh hùng. Đấy, vòng quay anh hùng luôn. Đấy, ok con dê. Mở ra ra toán những cái lôm côm. Thì vòng quay này tổng cộng mình sẽ tốn 1.382 kim cương nha anh em nhá. Tức là chúng ta tốn gần 1.400 kim cương nếu mà phải mở nô cuối cùng. Thì thực ra lấy 1.300 kim cương mà lấy được cái băng quyền thì cũng khá là lời. Đấy, cũng khá là lời, nên là anh em thôi cứ coi như là mình lấy băng quyền và mình được free cái bộ đồ anh hùng bàn phím ấy đi cho đỡ gọi là buồn anh em ạ. Đấy, đây cái băng quyền nếu mà anh em mở cuối sẽ 599 kim cương nhá. Đấy, còn nếu như anh em lấy cái bộ chỉ lấy đến cái bộ kia thôi thì nó cũng không phải là quá đắt. Đấy, nhưng mà dù sao thì vẫn phải tốn kim cương, và nếu mà tốn 1.400 kim cương thì nó sẽ đâu đó vào khoảng 1.400 kim cương nó rơi khoảng 350.000 anh em ạ. Đấy, 350.000 VND. Đấy, đây là bộ anh hùng bàn phím. Bộ anh hùng bàn phím. Nói chung là bộ này thì mình cũng đã test cho anh em ở trên game Reality Studio rồi, mình cũng đã có hé lộ cho anh em rồi, thế anh em cũng không có gì nó phải quá bất ngờ. Bộ này điểm đặc biệt đó chính là cái áo, nó là một bộ đồ mà cái áo nó có thể che ba lô cũng như là cái dép của nó tương đối đẹp. Ok, làm trận rank tử chiến nó đỡ buồn nào. Đấy, làm trận rank tử chiến đỡ buồn anh em. Đấy, quả lựu trắng băng hợp lý luôn. Đấy, buồn lắm anh em ạ. Vâng, không có gì buồn hơn khi mà cái bộ đồ này thì lúc đầu thì nói chung mọi người cũng nghĩ rằng là một là nó sẽ nằm trong shop quy đổi, hai là nó sẽ nằm trong vòng quay vàng, nhưng thực tế là nó lại nằm ở trong đó là một cái vòng quay bay màu. Đấy, nói chung là khôn này chịu, và khôn này chịu hơn anh em ạ. Nhưng mà anh em phải thông cảm đấy, tại vì tôi đã nói rồi, server Việt Nam chúng ta có một cái bệnh ấy là tất cả những cái đồ gì mà gọi là quốc dân thì chúng ta lại hay chê. Đấy, cái này tôi nghĩ hậu quả đến được cái việc mà chúng ta hay chê thôi. Đấy, cho mày có liệu băng, cho mày quả lựu băng. Lựu băng ném đầy người, té rồi. Thanh niên thấy hai quả lựu băng ném đấy, thanh niên té luôn. Thì tôi nghĩ là cái vụ này nó là hậu quả của cái việc ấy là server Việt Nam chúng ta hay chê các đồ free. Đấy, ở server nước ngoài ấy thì họ không bao giờ chê các đồ free cả. Ở server nước ngoài thì nếu mà có đồ free họ sẽ rất đón nhận. Đấy, nhưng mà ở Việt Nam chúng ta cứ đồ gì mà free toàn server, hay đồ vòng quay vàng, hay những đồ mà anh em hay gọi là đồ quốc dân ấy, thì Việt Nam chúng ta hay chê và chúng ta không trân trọng cái đó. Và đó là lý do vì sao bên Ghana sẽ đem đi để bán luôn. Đấy, làm ngay hai cháu. Đấy, làm ngay hai cháu với khẩu M104 free. Đấy, làm ngay hai cháu một tình huống móc lốp hợp lý đến cái vị trí Uria kia mình. Đấy, ôi mày chết luôn rồi à. Vâng, thế còn một cháu thôi à, được quá nhỉ, được quá nhỉ. Ui xổi, chiến thắng rồi. Vâng, chiến thắng rồi anh em. Ở trong phiên bản này thì khi mà cái chiến thắng nó hiện ra ấy, thì một lúc sau nó mới hiện ra cái tính điểm để chúng ta có thời gian nhặt đồ. Đấy, thì cái này nó có một cái nó tinh tế hơn so với phiên bản trước. Phiên bản trước thì khi mà chúng ta thắng xong phát nó hiện luôn cái bảng điểm ra, nhiều khi chúng ta không kịp nhặt đồ. Thế trong phiên bản này sau khi chiến thắng nó hiện ra khoảng 5-7 giây thì nó mới hiện ra cái bảng tỷ số để nó
vào thời gian chúng ta lút đồ ở sát của địch vào cuối ván đấu. Theo mình đánh giá đây cũng là một cái chỉnh sửa tương đối hay đến với bên Anna. Cái này thì mới có đây anh em ạ. Ok con dê, đẩy lên thôi, tầm này ngại gì va chạm nữa. À, thanh niên nấp vào đây à? Ôi hai, có hai cháu luôn. Đấy, có hai cháu luôn, hai cháu thì hai cháu sợ gì, ngại gì va chạm. Vâng, hai cháu đi, hai cháu ngại gì va chạm anh em. Đấy, tôi nghe tiếng chân rồi. Tôi nghe tiếng chân. Ui đây rồi, đây rồi đôi giày. Thanh niên phản ứng khá chậm mà một pha gọi là thịt ngay. Đấy, ai cha cha cha. Ai da, ôi à, ôi nó thịt tim mình rồi anh em. Nó thì tim mình rồi, cho mày quả liệu. Đấy, ui xôi ôi, chúng ba thằng luôn. Ui xôi, thanh niên kia không kịp hồi máu chết luôn. Đấy, khác gì lựu đạn độc không? Vâng, làm sao hay quá. Và tim mình thi đấu hợp lý. Vâng, tim mình có ông Vân Đờ Cai và thi đấu rất hợp lý. Ấy da. Nó lại ném lựu thôi anh em ạ. Vâng, đau thế nhỉ. Vâng, đau đấy. À làm sao? Ok, đâu rồi? Địch đâu rồi nhỉ? Và định đâu rồi anh em, quả áo choàng anh hùng bàn phím ấy bay nhìn chất thật. Sau lưng đeo quả gọi là ba lô, đeo quả cặp sách đi học đấy, chất thật sự luôn. Đúng kiểu mấy ông trốn nhà ấy, chơi quán net luôn. Đấy làm sao ấy, đây à, đục bông keo luôn. Ấy chắc, ui ôi nó bắn đau quá anh em ạ. Và nó bắn đau đấy, nhưng mà không sao. Vâng, vẫn chiến thắng ngay, 3-0 ngay, 3-0 ngay. Đấy, ngon ngay. Nói chung là cái bộ đồ này theo tôi đánh giá nó cũng ok. Nói chung là nó cũng ok anh em nhá. Đấy, nhưng mà mỗi tội là chúng ta phải mất tiền. Thì cái này anh em rút kinh nghiệm, sau này những cái đồ với Nga là phát miễn phí, phát free toàn server ấy, thì chúng ta hạn chế việc chê. Tại vì khi mà chúng ta chê như vậy, bên Nga là họ sẽ nghĩ là à bọn mày chê đúng không, bọn mày chê đúng không, chê đã thế bố lấy ra bố bán bằng kim cương. Đấy, tại vì khi mà bán bằng kim cương ấy thì sẽ chỉ có một số người nhận được thôi, chứ không phải là đồ toàn server nhận được. Đấy, thế nên là nói chung là bên Nga nào thấy người chơi ở Việt Nam hay chê những cái đồ free ấy thì chắc chắn họ không cảm thấy hài lòng. Đấy, họ sẽ cảm thấy là cái nỗ lực làm game của họ nó bị xúc phạm. Đấy, và đó lý do vì sao mà họ sẽ lôi ra họ bán luôn. Đấy, cay lắm, mà biết làm sao được. À, hay quá thì mình thịt được một cháu thôi. Vâng, còn hai cháu bên này, ui, qua đây bạn đây. Và gọi nó lại rẽ, nó lại quay xe anh em ạ. Nó lại rẽ trái luôn. À đây rồi, đôi giày. Đấy, một cháu. Đây rồi, đôi giày. Đấy, ok con dê luôn. Ấy da, ôi chưa toang rồi. Vâng, làm sao? Mày qua đây cho mày quả liệu. Ôi thôi xong rồi, nó bắn kinh thế nhở. Ôi khổng mắc 7 nó bắn xa thế. Vâng, khổng mắc 7 nó bắn xa thật sự ạ. À, xong rồi, toang rồi, hắm rồi. Vâng, thôi mấy bạn đồng đội mình ra thịt nó nốt đi bạn đây. Vâng, bạn Vân Đờ Cai C này ra thịt nó đi bạn đây. Ui dồi này ném lựu gì đấy. Vâng, ui còn vút tâm kìa. Ông Vân Đờ Cai C vút tâm chịu rồi, 100% thịt nó đi bạn đây. Vâng, hay quá, chiến thắng dành cho team của Ria kia mình. Đấy, thôi rồi mở đầu ngày mới bằng một chiến thắng thì nó cũng gọi là ổn. Đấy, mở đầu ngày mới bằng một chiến thắng cũng gọi là ổn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ hôm nay thì bên Nga nào còn có một cái hộp khá là hay, một cái hộp hình cái kem. Đấy, hộp hình cái kem anh em ạ. Hộp hình cái kem. Đây, hộp tiểu liên cực bá. Đấy, hộp 19 kim cương. Thì chúng ta có thể nhận được súng vĩnh viễn từ cái hộp này. Đấy, không biết hộp này nó có ngon không. Bây giờ mình sẽ test hộp này cho anh em luôn. Đấy, mình test hộp này cho anh em luôn để anh em biết cái độ ngon của nó. Và 3 với 2 huy hiệu kem cam. Đấy, huy hiệu kem cam. Đấy, có gì hay ho. Đấy, có gì hay ho với cái huy hiệu kem cam này. Nghe hiệu kem cam nghe buồn cười vãi. Và ok, mở ra. À, 150 cả. Đắt thế nhỉ. Và không biết là cái khẩu điên tình thì bao nhiêu. Chắc phải 180 ấy. Đấy, ok, con dê. Bây giờ thì mình sẽ cần phải mua. Có lẽ là mở cái hộp này sẽ tương đối đắt. Ok, mình quất khoảng 30 hộp nhá cho tươi. Đấy, mình quất khoảng 30 hộp cho tươi luôn. Và ui, 2 với 3 kem này. Vâng, ui, 2 và 3 kem. Ơ, sao được 110 nhỉ? Như mình mở được phát 50 thì phải. Và đấy, ui, tôi mở được phát 550 anh em ạ. Tôi mở phát được 550 kem cam. Đấy, và sao thì nhân mình được 110 huy hiệu. Ui, tươi rồi, tôi mở phát 50 kem cam luôn. Vâng, nói gì đi anh em. Đấy, ui, trời thương thằng không bất lương rồi. Vâng, được đó, ra thêm 10 hộp nữa ra phát 50 kem cam ra. Ui, không ra được rồi. Vâng, tôi mới sở hữu 140 kem cam thôi. Vâng, 140 kem cam. 140 kem cam. Ok, mở thêm nào. Vâng, thêm 5 hộp nữa, thêm 10 hộp nữa đi. Vâng, 10 hộp nữa đi cho nó Hawaii. Đấy, 300 kem cam rồi bạn. Vâng, à đây bây giờ 140, đây 120. Và bây giờ mới 140, cái số nó hơi bé. Anna làm một số hơi lừa. Bao nhiêu đây? 147 hả? Vãi trường, mở 5 hộp được có 5 huy hiệu.
Đấy, năm hộp được có 7 hiệu đấy, cho 57 đủ rồi. Và mình sẽ lấy một trong những khẩu này. Đấy thì đây là cái hộp kem cam nha anh em nhá. Đấy, hộp kem cam này nói chung là cũng ấm, chứ mở ra quả 50 cũng được. Đấy, mà nói chung là nỗi buồn của vòng quay may mắn vàng thì nó vẫn còn ở đó. À, cái vòng quay may mắn vàng này nó còn một cái nữa nhá, là nó bỏ mất cái khẩu AWM báo đốm rồi anh em ạ. Đấy, nó thay lại bằng khẩu vệ binh ngân hà, cay lắm đấy, mất luôn khẩu báo đốm rồi. Tôi biết là nhiều anh em chưa kịp sở hữu khẩu báo đốm, là một khẩu AWM rất ngon. Đấy, còn nói chung nó là khẩu AWM mạnh nhất ở trong game. Đấy, nhưng bên An Hạo bỏ đi mất rồi anh em ạ. Không biết tại sao, nhưng mà nói chung là bỏ đi mất rồi. Ok, và ra bộ yêu tinh xanh cũng khá là rẻ, nhưng mà chắc là cũng chả ai sử dụng yêu tinh xanh ở trong cái game này đâu. Đấy, bộ đồ trông đúng là một sự đấm vào mặt người xem luôn, đấm vào mặt người chơi. Đấy, bộ này nó giống bộ sơn tinh. Đấy, nó chỉ sơn lại màu thôi, nó giống bộ sơn tinh với bộ yêu tinh Noel ngày xưa, nhưng mà nó sơn lại màu rồi anh em ạ. Ngày xưa là bộ xanh lá cây, thì bây giờ nó là bộ xanh lam. Đấy, khổ lắm, khổ lắm. Đấy, trong khi đó thì bên Nga nào cũng đã loại bỏ khẩu AWM báo đốm và thay lại bằng khẩu vệ binh nhảy ngân hà. Đấy, buồn luôn. Và ok, cảm ơn anh em theo dõi video này, và nếu như đây là đầu tiên anh em đến với kênh của Ria Kia Minh, đừng quên để lại cho mình một like và subscribe. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye bye.